Trong video này, mình sẽ chia sẻ các bạn các bí kíp để giúp các bạn là xây dựng thương hiệu cá nhân một cách nó hiệu quả nhất các bạn nha. Trong năm 2024 này và những năm về sau nữa. Ok, let's go. Thì tại sao các bạn cần xây dựng thương hiệu cá nhân các bạn? Tại vì rất là đơn giản thôi. Tại vì lợi ích khi mà các bạn xây dựng thương hiệu cá nhân nó cực kỳ là quan trọng trong việc bán hàng các bạn nha. Khi mà bạn có thương hiệu cá nhân thì sẽ giúp bạn bán hàng hiệu quả hơn, sẽ giúp khách hàng bạn tin tưởng hơn và sẽ chuyển đổi đơn hàng nhiều hơn các bạn nha. Thì tại sao mình khẳng định điều này? Thì dựa vào hành vi mua hàng của người dùng các bạn nha. Hành vi mua hàng của người dùng cụ thể như sau các bạn. Bước đầu tiên đó là khách hàng phải biết đến bạn. Biết bạn là ai, biết bạn là chuyên gia trong lĩnh vực nào, biết bạn bán sản phẩm gì. Rồi thì ở giai đoạn biết này thì họ chỉ biết như thế thôi. Ở giai đoạn thứ hai đó là họ sẽ thử. Có nghĩa là khi mà khách hàng của bạn đã biết bạn cung cấp cái sản phẩm đó, cung cấp cái dịch vụ đó, thì lần đầu tiên tất nhiên là họ sẽ không mua một số lượng lớn đâu, mà họ sẽ mua một số lượng nhỏ thôi để họ thử trước đã. Họ trải nghiệm cái chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ mà bên bạn cung cấp trước các bạn nha. Rồi tới giai đoạn tiếp theo nữa là tin. Khi mà họ đã dùng thử xong rồi, họ trải nghiệm chất lượng thấy ok rồi đó, họ tin tưởng rồi đó, thì lúc này họ mới là mua với số lượng lớn hơn, hoặc là họ chuyển sang giai đoạn tiếp theo là giới thiệu thêm khách hàng cho bạn các bạn nha. Đó, giới thiệu người thân của họ, giới thiệu bạn bè của họ, hoặc là khách hàng này có thể là làm affiliate marketing, đó, giới thiệu sản phẩm để mà kiếm tiền luôn các bạn nha, cùng kiếm tiền với bạn. Đó, thì đây là một hành vi mua sắm của khách hàng trong thời đại 4.0 này các bạn nha. Nó cần phải trải qua 4 giai đoạn như vậy. Và giai đoạn đầu tiên nó là giai đoạn biết. Đó, đây là giai đoạn quan trọng nhất các bạn nha. Bạn kinh doanh sản phẩm gì, bạn kinh doanh dịch vụ gì, mình không cần biết. Nhưng mà bạn phải làm cách nào đó để bạn đưa sản phẩm của bạn đến với khách hàng của bạn, thì bạn mới mong bán được hàng các bạn nha. Thì do đó cái câu hỏi đầu tiên mà bạn cần phải trả lời đó là cần làm gì để khách hàng biết đến. Đó, cần làm gì để khách hàng biết đến các bạn nha. Thì một trong những cách hiệu quả hiện nay để khách hàng biết đến đó là xây dựng thương hiệu cá nhân. Khi các bạn có thương hiệu cá nhân rồi, có nghe các bạn đã có một cái lượng khách hàng nhất định, lượng fan nhất định rồi, thì họ có thể là mua dịch vụ của bạn, họ có thể là mua sản phẩm của bạn các bạn nha. Đây là cách mà rất nhiều người thành công hiện nay đang làm. Như vậy thì cách xây dựng thương hiệu cá nhân như thế nào để mà bạn có nhiều lượt fan hơn, bạn có nhiều khách hàng trung thành hơn, thì mình sẽ chia sẻ bằng cách xây dựng thương hiệu cá nhân một cách nó cụ thể và chi tiết nha. Đầu tiên đó là các bạn phải trả lời được câu hỏi đó là bạn đang kinh doanh sản phẩm gì. Để xây dựng thương hiệu cá nhân hiệu quả thì phải dựa vào sản phẩm mà các bạn đang kinh doanh hiện tại các bạn nha. Mỗi sản phẩm khác nhau sẽ có cách xây dựng thương hiệu cá nhân khác nhau. Nhưng mà mình sẽ lấy một số ví dụ cụ thể cho các bạn để giúp các bạn hiểu sâu hơn nha. Ví dụ trong lĩnh vực thời trang thì các bạn xây dựng thương hiệu cá nhân như thế nào đây? Thì lúc này các bạn hãy tập trung chia sẻ các kiến thức liên quan đến thời trang nha. Đấy, bạn muốn bán hàng thời trang như quần áo đúng không, hay là áo vest hay là gì đó, thì các bạn phải tập trung, các bạn chia sẻ các kiến thức liên quan đến thời trang, ví dụ cách phối đồ, hay là người hơi mập đi thì chọn cái bộ đồ như thế nào đó. Hay là người cao đi thì nên chọn áo sơ mi hay là nên chọn áo thun đó, rồi chọn đội đám cưới như thế nào để mà nó khác biệt quá, để mà gây ấn tượng trong đám đông, vân vân. Bạn sẽ chia sẻ rất là nhiều kiến thức liên quan đến thời trang các bạn nha. Thì khi bạn chia sẻ kiến thức này, tất nhiên sẽ những người mà họ không có gành về thời trang, những người họ đang có nhu cầu mua thời trang, mua sắm quần áo đi, họ hay là những người họ đang có câu hỏi, họ đang muốn đi dự tiệc nhưng mà họ không biết mặc quần áo như nào, phối đồ như thế nào, thì họ sẽ bắt gặp các video chia sẻ của bạn, bắt gặp các bài viết chia sẻ của các bạn, thì lúc này họ có thể là liên hệ với bạn để mua hàng các bạn nha. Còn các kênh xây dựng thương hiệu cá nhân như thế nào thì mình sẽ chia sẻ sau nha. Đây là mình đang nói về cách xây dựng, đó là bạn phải chia sẻ kiến thức. Còn chia sẻ ở trên những nền tảng nào, trên những kênh nào thì chút nữa mình sẽ chia sẻ ở slider sau bạn nha. Đó là mình lấy ví dụ thực tế với thời trang. Ví dụ thứ hai là mỹ phẩm. Thì lúc này bạn cũng như vậy, bạn cứ tập trung chia sẻ các kiến thức liên quan đến mỹ phẩm. Mỹ phẩm thì làm đẹp nè, trị da chống nắng hay là trị nám hay là makeup gì đó, hay là son môi gì đó, nói chung là các bạn bán sản phẩm nào các bạn phải tập trung, các bạn chia sẻ kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực đó các bạn nha. Một ví dụ thực tế khác liên quan Thiện đi. Ví dụ như Thiện đang làm lĩnh vực marketing, trong lĩnh vực marketing của nha. Ví dụ thiết kế website, lập trình app, rồi dịch vụ marketing online khách hàng và cung cấp các khóa học digital marketing, ví dụ như khóa học quảng cáo Facebook, khóa học Google Ads, khóa học SEO, điều sang tới Google, có rất là nhiều khóa học. Thì lúc này Thiện muốn tiếp cận khách hàng, Thiện làm cái gì? Thì Thiện tập trung chia sẻ các kiến thức liên quan đến marketing thôi các bạn nha. Tập trung chia sẻ các kiến thức liên quan đến marketing thôi. Thì
Như bạn thấy, như kênh YouTube Lâm Thanh Thiện này của Thiện, Thiện chia sẻ rất là nhiều kiến thức về marketing đó. Thì những tiệp khách hàng của Thiện, ví dụ như các anh chị đang kinh doanh nè, hay là những doanh nghiệp nhỏ, hay là những doanh nghiệp vừa nè, khi mà họ bắt gặp được các video của Thiện và họ cảm được những cái kiến thức đó, những cái kinh nghiệm liên quan đến marketing nha, mà Thiện chia sẻ trong kênh này, thì có khi là khi mà họ cần dịch vụ nào đó thì họ liên hệ với Thiện. Đó là cách mà Thiện làm đó. Thì tóm lại là bạn đang kinh doanh sản phẩm gì thì bạn hãy tập trung chia sẻ các kiến thức liên quan đến lĩnh vực đó các bạn nha. Càng chuyên môn hóa càng tốt, vì bây giờ là khách hàng họ càng tin chuyên gia hơn các bạn nha. Đấy, nếu như mà bạn nào chuyên gia trong lĩnh vực nào đó thì khách hàng họ sẽ tin tưởng hơn rất là nhiều so với các bạn là bán rất là nhiều sản phẩm nhưng các bạn không gành sản phẩm nào cả, các bạn không phải là chuyên gia đó. Thì tiếp theo là các kênh nào để xây dựng thương hiệu cá nhân hiệu quả, có nghĩa các bạn chia sẻ các kiến thức trên những nền tảng nào các bạn nha. Thì hiện nay có rất là nhiều nền tảng để giúp các bạn có thể là xây dựng thương hiệu cá nhân hiệu quả bằng cách là chia sẻ kiến thức đó. Thì một trong những kênh mình thấy xây dựng thương hiệu cá nhân hiệu quả nhất trong những năm nay các bạn nha, trong những năm nay và hiện tại luôn, có thể những năm về sau nữa, đó là đầu tiên nền tảng YouTube các bạn nha, YouTube đó. Thì YouTube thì chia sẻ các kiến thức thường liên quan đến hướng dẫn nè, so sánh nè, review nè. Thì chút xíu nữa mình sẽ lấy cái ví dụ cụ thể cho bạn nha. Rồi, một kênh nền tảng thứ hai nữa đó là Facebook, cũng rất là hiệu quả các bạn. Và cái nền tảng cuối cùng là TikTok đó, TikTok các bạn nha, cũng đang là hot luôn các bạn. Thì ba nền tảng này các bạn hoàn toàn để xây dựng thương hiệu cá nhân, tập trung vào một nền tảng thôi, hoặc là bạn có thể là triển khai trên ba nền tảng này đều được các bạn nha. Bạn thể làm một cái video ra, bạn đăng trên ba nền tảng đều được cả đó. Thì lúc này bạn tiếp cận ba cái luồng khách hàng người dùng từ ba nền tảng này, các bạn sẽ tiếp cận khách hàng nhiều hơn các bạn nha. Thì cụ thể cách xây dựng thương hiệu cá nhân trên YouTube như nào, thì trên YouTube đây là nền tảng video các bạn nha, nền tảng video. Thì lúc này các bạn phải làm các video hướng dẫn, rồi so sánh, rồi chia sẻ kiến thức kinh nghiệm xương máu về lĩnh vực mà bạn muốn bán các bạn nha. Đó, thì tất nhiên là các video hướng dẫn này các bạn phải đăng lên kênh YouTube của bạn nha. Đăng lên kênh YouTube của bạn, mà muốn đăng lên kênh YouTube thì bạn phải tạo kênh YouTube nha. Tạo kênh YouTube thì ở trên YouTube mình đã hướng dẫn rất là kỹ rồi. Thì các bạn lên youtube.com này, các bạn sẽ gõ là cách tạo kênh YouTube Lâm Thanh Thiện nha. Cách tạo kênh YouTube Lâm Thanh Thiện, bạn gõ tìm kiếm trên đây thì mình có làm video hướng dẫn rất là chi tiết các bạn, cách tạo kênh YouTube kiếm tiền này mới nhất 2024 này. Thì bạn xem qua thì bạn sẽ tạo được một kênh YouTube chuyên nghiệp cho mình nha, dùng để bán hàng các bạn nha. Đó, rồi thì khi bạn đã có kênh YouTube rồi bạn mới đăng các video lên nha. Khi đăng các video lên á, muốn đăng làm sao cho nó nhiều view, nhiều sub, nhiều người biết đến, thì bạn có thể gõ đây là cách SEO nè, SEO nè, từ khóa lên top YouTube các bạn nha, lên top YouTube Lâm Thanh Thiện, cách SEO từ khóa lên top YouTube Lâm Thanh Thiện, bạn enter nha. Thì đây mình có video mình hướng dẫn nè, cách SEO từ khóa lên top YouTube để giúp cái video của bạn có nhiều view hơn, có nhiều sub hơn nha, có nhiều người đăng ký hơn. Đó. Rồi ngoài ra để kênh YouTube của bạn nó uy tín hơn, giúp người dùng họ nhìn vào họ thấy là cực kỳ uy tín luôn, thì bạn có thể là áp dụng thêm một số cách, ví dụ như là chạy quảng cáo YouTube để nhiều người dùng biết đến các bạn nha. Hoặc là bạn hãy dùng các phương pháp như là seeding để tăng độ uy tín cho kênh. Seeding có nghĩa là gì? Seeding nghĩa là tăng tương tác mạng xã hội. Ở đây có nghĩa là trong trường hợp YouTube, nghĩa là bạn tăng cái chỉ số sub và tăng cái chỉ số, ví dụ những cái video bạn tăng chỉ số like video lên nha. Thì tăng sub YouTube lên á, thì ví dụ này, ví dụ như kênh YouTube của Thiện hiện nay có khoảng 19.000 người đăng ký các bạn nha. Thì tất nhiên là cái kênh YouTube này mới có 19.000 người đăng ký thôi, thì nó sẽ không uy tín bằng một kênh YouTube mà nó hàng trăm ngàn người đăng ký, đúng các bạn. Thì các bạn sẽ nhìn vào chỉ số này, các bạn đánh giá cái kênh nó lớn hay nó nhỏ các bạn nha. Đó, tất nhiên là cái số lượng người đăng ký càng lớn thì cái kênh này nó rất là uy tín, nó càng uy tín. Còn cái chỉ số này nó chỉ có vài trăm người đăng ký, thậm chí có vài chục người đăng ký thôi, thì tất nhiên là cái kênh này nó rất là nhỏ và mới tạo thì hầu như là độ uy tín bằng không các bạn nha. Thì để tăng chỉ số, ví dụ như là cái số lượng người đăng ký nè, thì bạn có thể làm cho YouTube như sau. Bạn gõ luôn là cách tăng sub YouTube. Sub YouTube Lâm Thanh Thiện nha, cách tăng sub YouTube Lâm Thanh Thiện. Đó, thì bạn gõ, bạn làm theo video này thì bạn sẽ biết cách tăng sub cho cái kênh YouTube của mình, để từ đó người dùng họ nhìn vào và họ thấy uy tín thì họ sẽ liên hệ mình mua hàng nhiều hơn các bạn nha. Đó, ngoài ra thì ví dụ như video này, các bạn cũng nên tăng các chỉ số như là like lên. Like lên các bạn nha. Ở đây mình sẽ bấm dừng ở đây. Nó đang quảng cáo các bạn, kênh YouTube mình đã bật quảng cáo các bạn nha. Đấy.
Thì kênh YouTube nó rất là hay các bạn. Ngoài cái việc là bạn bán hàng trên kênh YouTube của mình, thì nếu như kênh YouTube của bạn được bật kiếm tiền nữa thì bạn có thể kiếm được khoản thu nhập cũng khá khá đó các bạn nha. Ví dụ kênh YouTube này của mình thì kiếm được khoảng 150 đô một tháng các bạn. Đây, tương đương là từ 22 đô đến 345 đô. Thì thời điểm cao nhất được 345 đô thôi, còn những thời điểm trung bình á, những cái tháng trung bình thì mình thấy thu nhập mình chắc khoảng 150 đô thôi. Đó, tầm 3 triệu các bạn, 3 triệu một tháng. Đó. Rồi đây là chỉ số tiếp theo mà mình muốn bạn biết, đó là trong video này nó có chỉ số like các bạn thấy không? Cái video cách tăng sub YouTube nhanh này thì hiện nay nó có 902 người họ like video này, tức là gần 1000 người họ like video này các bạn. Tất nhiên là khi ta nhìn vào đây thì tất nhiên là rất là uy tín các bạn nha. So với một video mà nó không có like gì cả. Thì muốn tăng cái chỉ số like lên thì bạn phải lưu ý nha. Cái chỉ số like này bắt buộc phải nhỏ hơn chỉ số view nha. Đấy, video của bạn ví dụ như được 200 view thì bạn hãy tăng 100 like thôi. Còn 300 view thì bạn tăng 100 like thôi. Chứ video của bạn mới đăng lên chưa có view mà bạn tăng 100 like, 200 like vô là không ổn nha. Nó không có bình thường các bạn nha. Lúc này bạn sẽ gõ đây là cách tăng like. Tăng like video YouTube. Đấy, Lâm Thanh Thiện luôn các bạn nha. Đây, cách tăng like, bình luận video của YouTube. Đây, bạn xem video này, cách tăng like, bình luận YouTube, kéo tăng view nè. Đó, thì mình chia sẻ rất là chi tiết và đầy đủ. Rồi thì đó là cách bạn xây dựng thương hiệu cá nhân trên kênh YouTube các bạn nha. Trên kênh YouTube. Tiếp theo là cách xây dựng thương hiệu cá nhân trên Facebook thì nó cũng khá là tương tự. Thì trên Facebook thì các bạn có thể là xây dựng trực tiếp trên cái Facebook cá nhân của bạn, hoặc các bạn hãy tạo fanpage ra nha. Thì nhắc lại, bạn có thể xây dựng thương hiệu cá nhân trên Facebook bằng cách là xây dựng trực tiếp trên cái tài khoản Facebook cá nhân của bạn, hoặc là trên một fanpage riêng các bạn nha, trên fanpage riêng. Thì bạn cũng tương tự như vậy, cách thức làm là cứ làm các video hướng dẫn, rồi làm các video so sánh, rồi chia sẻ các kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực bạn đang muốn bán hàng. Đó. Rồi trong trường hợp các bạn nào mà chưa có fanpage á, thì mình có hướng dẫn trên YouTube luôn là cách tạo fanpage nha. Cách tạo fanpage nè các bạn. Tạo đó, bạn cứ gõ là cách tạo fanpage Lâm Thanh Thiện ở trên YouTube, trên YouTube. Thì ở đây mình có làm video hướng dẫn rất là chi tiết đầy đủ luôn các bạn. Đó, cũng mới làm 5 tháng trước, là cũng trong năm 2024 luôn. Các bạn xem thì các bạn sẽ tạo được một cái fanpage chuyên nghiệp cho mình. Đó, để giúp các bạn xây dựng thương hiệu cá nhân nha. Rồi thì sau khi đã có fanpage rồi, bạn đăng các video lên, bạn đăng các kinh nghiệm của bạn lên. Rồi tiếp theo nữa thì bạn có thể là tiếp cận khách hàng nhanh nhất, bạn có thể là chạy quảng cáo trên Facebook để bạn tiếp cận cái lượng người dùng trên Facebook, để mà họ biết đến cái fanpage của bạn, biết đến cái trang Facebook cá nhân của bạn, để mà từ đó họ follow fanpage nè, từ đó họ theo dõi bạn, và từ đó họ có thể là chuyển đổi họ thành khách hàng của bạn các bạn nha. Đó. Ngoài ra các bạn có thể dùng một số phương pháp như là xí điên để tăng tốc độ uy tín cho kênh. Xí điên này có nghĩa là tăng tương tác. Đối với Facebook nó có hai chỉ số là chỉ số like fanpage, chỉ số follow fanpage và chỉ số like bình luận các bạn nha. Thì mình ví dụ như một fanpage doanh nghiệp Bình Thiện đi. Mình sẽ lên mình gõ Vua Web Digi các bạn nha. Công ty bên mình là Vua Web Digi. Đây, website bên mình là vuawebdigi.com các bạn. vuawebdigi.com, đây là website chính của công ty bên mình. Thì các bạn muốn tham khảo thêm các dịch vụ bên mình, các bạn có thể là vào đây nha, vuawebdigi.com. Rồi, còn đối với cái fanpage là vuawebdigi này, hiện nay như bạn thấy nè, có 7,5 ngàn người theo dõi. Thì bây giờ mình truy cập fanpage đi cho các bạn xem qua là cái fanpage này người ta đánh giá độ uy tín như thế nào nha. Đầu tiên đó là ta dựa vào cái chỉ số lượt thích nè. 7.004 lượt thích thì đây là chỉ số like bay nha, like fanpage. 7,5 người theo dõi tức là chỉ số follow fanpage. Thì hai chỉ số này càng cao thì cái uy tín của fanpage càng nhiều các bạn nha. Thì để tăng hai chỉ số lên á, mình cũng hướng dẫn rất là cụ thể và chi tiết ở trên đây luôn. Đó, cách tăng like fanpage Lâm Thanh Thiện nha. Cách tăng like fanpage Lâm Thanh Thiện. Ở đây các bạn có thể xem qua cái video này. Đây, cách tăng like fanpage và follow fanpage Facebook mới nhất 2024. Mình mới làm một tháng trước thôi mà gần 1000 lượt xem rồi, bạn thấy không? Đó, thì bạn xem video này bạn đã tăng được hai chỉ số này lên nha. Trong trường hợp fanpage mới tạo thì nên tăng lên tầm 2-3 ngàn gì đó để cho nó uy tín các bạn nha. Thì tất nhiên các bạn tăng càng nhiều thì càng uy tín các bạn nha. Đó. Rồi ngoài ra trên fanpage này nó có chỉ số như là xếp hạng đánh giá nè. Xếp hạng đánh giá nè. Ví dụ như đây là 5 lượt đánh giá nè các bạn, 5 sao. Thì bạn cũng nên xếp hạng đánh giá cho fanpage của mình. Thì để xếp hạng đánh giá này các bạn có thể vào trang web là sarobot.vn thôi nha. sarobot.vn thì ở đây bạn hãy tạo tài khoản giúp mình nếu chưa tài khoản nha. Trong trường hợp mình có tài khoản bấm đăng nhập luôn nè. Đấy. Muốn đánh giá cho fanpage 5 sao thì bạn sẽ vào dịch vụ Facebook nha. Nhưng trước tiên thì bạn phải nạp tiền vào, vì đây là hình thức chúng ta mua cái đánh giá bạn nha, mua đánh giá, mua tương tác xã hội. Đó,
thì nạp tiền vào bằng đọc nạp tiền hướng dẫn ở đây thì bạn sẽ biết cách nạp tiền để được tự động cộng tiền vào tài khoản cho mình nha. Sau có tiền trong tài khoản này bạn sẽ chọn vào dịch vụ Facebook nè, đây có rất là nhiều dịch vụ khác nhau nha. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Shopee, vân vân có rất là nhiều dịch vụ luôn. Thì mình muốn tăng đánh giá review 5 sao cho cái fanpage của mình thì bạn chọn là dịch vụ Facebook, sau đó bạn chọn tới phần là 5 sao bạn nha. Đây nè, tăng review pay nè. Review đánh giá các bạn. Đó. Thì bạn nhập link hoặc ID, tức là ở đây là bạn bỏ cái link fanpage bạn vào nha. Đây là cái đường link cho fanpage của mình thì mình copy đường link cho fanpage bỏ vào đây. Đó, tiếp theo bạn chọn server, tiếp theo bạn chọn nội dung đánh giá. Như vậy là được các bạn nha. Rồi. Tiếp theo nữa thì ví dụ các bài post của bạn, bạn cũng nên tăng các chỉ số như like nè, like bài viết nè, bình luận và chia sẻ nè. Thì ở đây trên sao.vn nó cũng có đầy đủ hết. Đó, ví dụ như bạn muốn chọn tăng like bài viết thì bạn chọn tăng like bài viết nè. Thì mỗi dịch vụ ở trên sao.vn này, ở đây bên mình có hướng dẫn chi tiết bên dưới các bạn. Ở phần ở bên dưới tạo tiến trình á, bạn kéo xuống bạn đọc ở dưới này có hướng dẫn đầy đủ, có video luôn, bạn xem bạn biết cách làm nha. Thì đó là cách mà bạn xây dựng thương hiệu cá nhân trên Facebook các bạn nha. Tiếp theo là xây dựng cá nhân trên TikTok. Thì cũng tương tự về TikTok thì bạn có thể là xây dựng trên chính TikTok cá nhân của bạn luôn. Cách tạo TikTok cá nhân này rất là dễ thôi, bạn chỉ cần có số điện thoại hoặc có email. Nó tạo y như là Facebook các bạn, tài khoản Facebook vậy. Nó cũng rất là dễ thôi, tài khoản Facebook cá nhân á. Cho nên là mình không nói sâu. Khi bạn có cái kênh của bạn rồi, các bạn có thể làm các video hướng dẫn nè, rồi làm các video so sánh nè, rồi chia sẻ kiến thức kinh nghiệm xương máu trong cái lĩnh vực mà bạn đang kinh doanh các bạn nha. Có rất là nhiều TikToker họ đang giàu lên vì cái này các bạn. Rồi ngoài ra để thúc đẩy nhanh quá trình mà xây dựng thương hiệu cá nhân nó hiệu quả hơn thì họ có thể là chạy quảng cáo nha, chạy quảng cáo TikTok để giúp nhiều người biết đến hơn, rồi nhiều người follow cái kênh TikTok của bạn hơn. Ngoài ra thì bạn cũng có thể dùng phương pháp seeding để tăng cái độ uy tín cho kênh của bạn. Đó, thì đối với TikTok thì nó có những chỉ số, ví dụ như là follow bạn nha. TikTok thì nó có chỉ số là follow và các video có chỉ số tim. Đó, thì bây giờ mình sẽ mở TikTok để bạn xem nha. Đây là một cái TikTok cá nhân của mình thôi. Đấy, mình cũng ít chơi TikTok lắm các bạn, mình chỉ lâu lâu mới đăng được một hai video này thôi. Đây, thì TikTok nó sẽ bao gồm cái chỉ số là follow. Đó, follow này bạn nha. Ví dụ số follow này 1 triệu follow hay là 2 triệu follow, tất nhiên nó sẽ uy tín hơn cực kỳ các bạn nha. Thì cách tăng follow trên TikTok này rất là đơn giản thôi. Nếu như bạn muốn làm thì bạn vào sao.vn cũng được nè. Bạn tìm đến là cái dịch vụ TikTok này, rồi bạn chọn là tăng follow theo dõi nè. Đó, thì ở đây nó cũng có hướng dẫn nè, bạn kéo xuống bên dưới đọc hướng dẫn trước nha, xem video hướng dẫn trước rồi bạn hãy làm nha. Tại vì nếu như bạn không có xem hướng dẫn mình sợ bạn làm sai thôi, mất thời gian của bạn thôi, bạn cứ đọc. Ở đây có video hướng dẫn đầy đủ, có bài viết hướng dẫn luôn. Bạn tăng là chỉ số follow cho kênh TikTok của mình lên các bạn nha. Hoặc là bạn muốn tăng tim, tăng tim nè, tăng like tim TikTok nè các bạn. Đó, cho video TikTok thì video nào nó nhiều tim hơn tất nhiên nó uy tín hơn cực kỳ các bạn nha. Bạn cứ muốn tăng dịch vụ nào của bạn vào sau đó trong VN bạn chọn thôi. Rồi thì đó là ba kênh xây dựng thương hiệu cá nhân mà mình thấy hiệu quả nhất trong năm 2024 này và những năm về sau các bạn nha. Thì bây giờ mình sẽ lấy ví dụ cụ thể với bạn luôn nè. Đối với kênh YouTube, bạn nào mà yêu về xe, đam mê về xe thì bạn có thấy kênh xe hay không? Kênh này hiện nay có hơn 1 triệu sub các bạn nha. Mình nhớ không lầm là 2 triệu mấy sub luôn các bạn, 2,4 triệu người đăng ký. Kênh YouTube này chuyên về review xe, chuyên về đánh giá xe các bạn. Và kênh này bán xe cực kỳ khủng các bạn nha. Họ có showroom và họ có thể là họ kết nối thêm những cái showroom khác để quảng cáo nữa các bạn nha. Thì kênh này kiếm tiền rất là khủng đấy các bạn. Đó, đây là một cái ví dụ cụ thể các bạn nha, để cho bạn biết là kênh YouTube kiếm tiền rất là kinh luôn. Còn ví dụ như về lĩnh vực marketing thì mình có kênh Lâm Anh Thiện của mình này. Thì trên đây vẫn chia sẻ tất cả kiến thức về marketing, cũng rất là nhiều về marketing luôn. Thì kênh của mình còn bé các bạn, nó cũng chỉ là kênh trung bình thôi, nó mới có 19.000 người đăng ký thôi. Nhưng mà mỗi lượt view hàng tháng này cũng đạt 100.000 lượt view. Hàng tháng thì mình tiếp cận hàng trăm ngàn khách hàng mỗi tháng các bạn nha. Cho nên là khách hàng họ đến với mình từ kênh YouTube cũng khá là nhiều các bạn. Đó. Rồi tiếp theo ví dụ khác về Facebook đi. Về Facebook ví dụ như ở đây thì mình nghĩ là trên Việt Nam này sẽ có rất là nhiều bạn là học viên của anh Phạm Thành Long đúng không các bạn? Phạm Thành Long. Hay là học viên của những diễn giả khác. Thì anh Phạm Thành Long này ảnh cũng có một cái kênh fanpage. Kênh fanpage này hiện tại có 1,8 triệu người theo dõi. Thì các bạn cứ vào kênh fanpage của ảnh bạn xem đi. Đa phần là ảnh sẽ lấy những video mà ảnh đã từng dạy hoặc là có cái buổi hội thảo đó ảnh chia sẻ miễn phí trên đây. Đó, chia sẻ miễn phí trên đây. Thì ảnh có thể lấy luôn những video này ảnh chạy quảng cáo vào nha. Đó, video nào tâm đắc nhất ảnh chạy quảng cáo. Đó, thì
cái lượng khách hàng biết được ảnh sẽ càng ngày càng nhiều, và khi mà họ đã tin tưởng anh rồi thì họ sẽ đăng ký kênh của anh. Đó, đăng ký fanpage này của anh thì sau này thì tất nhiên là chuyển đổi từ người xem nó trở thành khách hàng là từ từ các bạn nha. Đó, đây là cách mà tất cả các diễn giả cũng như một số cái đơn vị bán hàng lớn họ đang làm. Thì bạn nếu không tin mình thì các bạn cứ lên YouTube bạn xem ai đó thành công thì bạn sẽ biết cách họ làm như thế nào nha. Còn mình lấy ví dụ cụ thể để bạn biết hơn. Rồi tiếp theo là TikTok. Thì bây giờ mình lấy ví dụ cho bạn về TikTok đúng không? TikTok thì theo mình biết á là anh Quốc Dũng các bạn, một người anh biết trên TikTok thôi các bạn nha. Quốc Dũng thì anh này anh chuyên về bán đồ điện các bạn nha. Đồ điện ví dụ như là máy khoan, máy gì đó các bạn. Đây, gia dụng Quốc Dũng. Thì kênh này anh tập trung là anh chia sẻ các kiến thức liên quan tới đồ điện đó các bạn. Toàn là các video bán hàng đồ điện thôi, đồ điện tử thôi, đồ gia dụng thôi. Mà anh bán rất là kinh các bạn nha. Đấy, anh đã xây nhà cho cha mẹ các bạn. Thì nếu như bạn nào mà chưa biết về anh Quốc Dũng này rồi, chưa biết về cái việc mà anh làm giàu nhà TikTok như thế nào, các bạn có thể lên Google bạn tìm hiểu thêm nha. Rồi thì vừa rồi mình đã vừa lấy ba ví dụ thực tế nhất từ những cái kênh mà mình thấy là họ đang xây dựng thành công các bạn nha, để giúp các bạn có cái nhìn thực tế hơn. Tiếp theo nữa là lưu ý khi các bạn chạy quảng cáo. Ví dụ như đây mình nói nè, các bạn chạy quảng cáo YouTube, các bạn chạy quảng cáo Facebook, các bạn chạy quảng cáo TikTok để giúp mà cái kênh của bạn nó nhanh phát triển hơn á, thì một lưu ý cực kỳ quan trọng ở đây là các bạn phải lấy những cái video tâm đắc nhất, hay nhất, video có rất nhiều giá trị, tức là phải chia sẻ nhiều giá trị các bạn nha. Đó, tức là ví dụ như mình đi, mình nói với bạn rất thực tế luôn. Mình đang lên chiến dịch chạy quảng cáo trên YouTube này các bạn. Một cái chiến dịch chạy quảng cáo liên quan đến việc là mình sẽ lấy cái video là cách chạy quảng cáo Facebook các bạn nha, để mà mình sẽ chạy quảng cáo miễn phí luôn, tiếp cận khách hàng. Đây, mình cho bạn thấy nha. Hiện nay mình chạy tổng cộng là 5 chiến dịch, trong đó có các video khác nhau. Video ví dụ như là cách chạy quảng cáo Facebook, đây cũng là video mình chia sẻ về tắc thằng tạc giúp một người mà chưa biết gì về chạy quảng cáo Facebook có thể là set up một chiến dịch chạy quảng cáo Facebook được các bạn nha. Thì khi mình quảng cáo như này các bạn, thì tất nhiên là sẽ tiếp cận được một số những cái người dùng ở trên YouTube mà họ chưa biết đến kênh của mình. Và khi họ bắt gặp cái video của mình thì họ cảm được là mình chia sẻ cách chạy quảng cáo Facebook từ A đến Z luôn các bạn nha, là họ tự set up chiến dịch được luôn á, chứ không phải là mình chỉ up mở mở thôi các bạn nha. Cho nên là khi họ xem được họ cảm thấy là cái video này chia sẻ quá nhiều giá trị đó, và họ cảm được thì họ sẽ đăng ký kênh YouTube của mình các bạn nha. Ngoài ra thì mình cũng chia sẻ thêm các video khác, ví dụ như cách tìm kiếm khách hàng hay là cách xây dựng thương hiệu vân vân. Mình lên rất là nhiều chiến dịch để mình cho đi giá trị các bạn nha, để giúp cái kênh YouTube mình nhanh phát triển hơn. Đây cũng là một cách xây dựng thương hiệu của bạn nha. Và điểm lưu ý là các bạn phải lấy video tâm đắc nhất nha, video hay nhất đó, video có nhiều giá trị nhất mà chia sẻ với người dùng các bạn nha. Thì như vậy mới cảm được người dùng các bạn nha, chứ các bạn đừng có sợ các bạn. Các bạn phải cho đi trước các bạn mới nhận lại sau các bạn nha. Cho đi giá trị trước các bạn mới nhận lại sau. Đó, đó lưu ý cực kỳ quan trọng trong cái việc bạn xây dựng thương hiệu bằng cái việc là chạy quảng cáo nha. Cuối cùng thì bạn phải thực hành các bạn nha. Tất cả kiến thức trong video này mình chia sẻ với bạn từ lý thuyết cho đến thực hành, cho đến các bước hành động để giúp các bạn xây dựng thương hiệu cá nhân hiệu quả, thì các bạn phải thực hành thôi, các bạn phải áp dụng thôi. Thì khi các bạn áp dụng một thời gian thì tin chắc rằng các bạn có được thương hiệu cá nhân của riêng mình các bạn nha. Sẽ có rất là nhiều người biết đến bạn và bạn có thể thành công với thương hiệu cá nhân của bạn. Đó. Ok, như vậy là mình đã chia sẻ cách xây dựng thương hiệu cá nhân hiệu quả trong năm 2024 và những năm về sau xong các bạn nha. Đã chia sẻ từng bước rất là chi tiết, hy vọng video này giúp ích được cho các bạn rất là nhiều nha. Nếu như thấy video này hay, các bạn hãy cho Thiện một like và đừng quên đăng ký kênh YouTube Lâm Thanh Thiện để xem được các video mới nhất từ Thiện nha. Nếu như bạn có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào, hãy để lại bình luận bên dưới video này nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.